anh em nhá. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá các bác nhá. Hôm nay em lên các bác một em họa mi giọng siêu đỉnh luôn anh em nhá. Em này thì nó còn chơi cánh đại bàng nữa cơ anh em ạ. Con này chim cực kỳ già rừng luôn anh em nhá, nuôi 3-5 lồng rồi mà vẫn chưa thuần đét hẳn đâu anh em ạ. Tính ra nó thuần của tầm 95% rồi các bác nhá, sách lồng con hot này. Em sẽ quay clip chơi cánh của nó cho các bác xem nha con nhá. Các bác nha, bây giờ em sẽ để con chim này xuống và quay cho anh em xem clip nó chơi cánh đuôi xòe anh em nhá.
Thank you.